Thế anh rửa nữa. Hả? Rửa. Ai ăn sao lao ba đĩa. Câu nói đâu? Mấy đã bảo có đâu mà không có. Công an xây dựng vùng xanh, tức vùng an toàn dịch bệnh ở khu vực cửa khẩu. Các mới, thử thách mới. Hãy luyện gầu khỏi cuộc chơi, tìm mất lợi mặt hàng mới với công nghệ sạch đâu. Ba sức mạnh không ngon nhỉ? Dạ ừ. Khỏi rồi, không ngon. Xem không hay là chuyển sang khác. Điều. Dạ. Các bạn đang xem chương trình ai của tắc thì chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại cửa khẩu giải tỏa và thông báo cho doanh nghiệp điều tiết lượng hàng qua cửa biên giới. Không mua. Không mua. À đấy. Mua để đề phòng nếu mà có thiếu thốn gì. Mua buổi trưa hay mua buổi trưa? Buổi trưa. Kéo lại ăn mấy cái đấy lại ngán thì phải mua đây để phòng chứ nếu mà có đổi đi không là bộ món thịt canh không là chán à? Thôi thông quan hàng hóa. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp
kịp thời đưa ra các khuyến cáo về sự thay đổi các chính sách của phía Trung Quốc và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Hải quan Việt Nam tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bảy mươi phẩy sáu phần trăm học sinh cho lại đi lại trường học sau Tết, đa trường. Mày ở ngoài kia mà không lấy xe của bố à? Không. Ở chỗ ngoài E7 á? Không. Kết nối của anh kém. Thế thôi nhá, đang về thôi, không rửa bát nữa nhá.